Dừng lại, video này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi kể từ ngày hôm nay. Tôi không biết bằng cách nào bạn đã tìm thấy video này, nhưng có lẽ ngày hôm nay là một ngày may mắn của tôi và bạn. Ở trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để chúng ta có một giọng nói truyền cảm và vạn người mê. Cũng giống như bạn, nhiều năm về trước, tôi đi tìm cho mình những bí kíp và phương pháp để có một giọng nói quyền năng, giúp cho bản thân có một giọng nói chắc, khỏe, truyền cảm và nội lực. Rất nhiều người thầy đã đến trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn họ đã cho tôi những bài học, những trải nghiệm của cuộc sống. Bằng cách đó, tôi đã có thể thay đổi giọng nói của chính mình. Sau khi thay đổi giọng nói của mình bằng việc giúp đỡ những người khác, tôi tiếp tục hệ thống hóa những kiến thức và đúc kết nó thành một chương trình, bảng ngày học có tên gọi là Đánh thức giọng nói quyền năng đỉnh cao của Sky. Cho suốt 7 năm qua, chương trình đánh thức quyền năng giọng nói đỉnh cao cùng Sky đã có hàng chục ngàn người đến và thay đổi giọng nói của chính mình. Và ngày hôm nay, đến lượt bạn, bây giờ là lúc tuyệt vời nhất để bạn bấm vào nút đăng ký để tham gia chương trình học. Chỉ với 199.000, bạn sẽ biết cách làm thế nào để có một giọng nói quyền năng và truyền cảm hơn. Điều đặc biệt là bạn sẽ biết cách làm thế nào để giúp bạn tỏa sáng chương trình thanh âm của chính mình. Tôi là Trần Minh Nguyệt, nhà đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp về bộ môn giọng nói. Rất vui mừng khi được chào đón bạn đến với chương trình Đánh thức giọng nói quyền năng đỉnh cao của Sky được diễn ra vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Quý vị và các bạn hãy quay trở lại đầu trang cá nhân TikTok của Minh Nguyệt, ấn vào link tham gia để sở hữu tấm vé trở thành học viên chính thức của khóa. See you!